Hòa trong dòng chảy của sự phát triển, kênh truyền hình quốc gia VTV5 Tây Nam Bộ đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Ngày 14 tháng 1 năm 2021, dấu mốc quan trọng khi kênh sóng chính thức chuyển từ tiêu chuẩn SD sang HD. Cũng từ ngày này, các chương trình trên kênh truyền hình quốc gia VTV5 Tây Nam Bộ đến gần hơn với khán giả cả nước qua nhiều hạ tầng như truyền hình cáp Việt Nam, truyền hình cáp SCTV, truyền hình số mặt đất, vệ tinh Vinasat 1. Với thời lượng phát sóng 24/24 giờ mỗi ngày, đội ngũ phóng viên, biên tập viên liên tục cập nhật thông tin để chuyển đến quý khán giả những câu chuyện về đất và người miền Tây. Từ các vấn đề nóng đang được cả xã hội quan tâm. Cái vaccine có sẵn của Việt Nam là tinh thần kiên cường. Dân tộc ta là như thế, ý chí của chúng ta là như thế. Đến những câu chuyện dân sinh trong cuộc sống hàng ngày. Đây là hiện trường của một vụ sạt lở xảy ra cách đây không lâu. Chỉ sau một đêm thì toàn bộ căn nhà đã bị trôi xuống sông. Nhà cửa mình ở đây nó quen rồi, mình cũng không muốn đi đâu. Nhưng mà sạt lở gì thì chị cũng rất là sợ. Đặc biệt là những chính sách dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc. Đầy đủ cơ sở vật chất và tạo điều kiện để dạy tốt, học tốt để giúp để nâng cao chất lượng giáo dục. Chuẩn bị nha, vô. Gia đình,